Thưa quý vị và các bạn, dòng khí đốt trong các đường ống từ Nga tới Tây Âu gần đây giảm mạnh khiến giá năng lượng đang tăng rất cao. Nhiều quốc gia đã ban hành những cái biện pháp đối phó với tình trạng trên. Trong đó thì Đức đã quyết định tăng sản lượng điện từ các nhà máy chạy than nhằm tránh thiếu hụt nhiên liệu. Động thái này cho thấy là Berlin thực sự quan ngại về kịch bản thiếu hụt khí đốt trong những tháng mùa đông tới đây. Chính phủ Đức vào ngày 19 tháng 6 cho biết quốc hội sẽ thông qua luật khẩn cấp về mở cửa trở lại nhiều nhà máy nhiệt điện chạy thang, kết hợp với bán đấu giá nguồn cung khí đốt cho khu vực sản xuất công nghiệp nhằm khuyến khích doanh nghiệp tiết giảm sử dụng hiệu quả khí đốt. Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết giải pháp hành động khẩn cấp này không hề dễ chịu, nhưng bắt buộc phải làm để tiết giảm sử dụng khí đốt. Theo ông Habeck, Đức đang hoàn tất soạn thảo một đạo luật mới, tạm thời đưa các nhà máy nhiệt điện chạy than từng bị đóng cửa hoạt động trở lại trong thời hạn 2 năm, với tổng công suất phát điện bổ sung vào khoảng 10 GW. Điều này đồng nghĩa với việc Đức tăng phụ thuộc vào nhiệt điện chạy than, khi đây là nguồn đáp ứng khoảng 33% nhu cầu tiêu thụ điện.